Mới đây, trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist đã phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ và Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ tổ chức hội thi gói bánh cổ truyền. Đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy giao lưu kết nối, lan tỏa nét đẹp ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Suốt nghìn năm lịch sử, bánh chưng được xem là một biểu tượng truyền thống của nền văn hóa Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Chính vì vậy, để tiếp tục gìn giữ nét đẹp gói bánh chưng ngày Tết, hội thi gói bánh chưng cổ truyền đã thu hút 30 đội thi với hơn 100 sinh viên thuộc các chuyên ngành của trường và nhiều tình nguyện viên quốc tế tham gia tranh tài. Mỗi năm thì vào độ gần Tết thì nhà trường thường hay tổ chức các hoạt động về vui xuân cho các em sinh viên của trường. Do đó mà lễ hội gói bánh cổ truyền ngày Tết á, là nhà trường tổ chức hàng năm, qua đó thì các em sẽ học được cái cách nghiên cứu, sáng tạo, vẫn giữ nguyên nét truyền thống của người Việt, nhưng vẫn có sự sáng tạo để vấn đề ẩm thực, chúng ta luôn luôn có những nét mới lạ trong cuộc sống. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự phá cách từ việc kết hợp giữa sườn heo Mỹ cùng đậu xanh Việt Nam và đậu nành Hoa Kỳ, tạo nên những chiếc bánh chưng cổ truyền với hương vị độc đáo. Thông qua hội thi, đây còn là cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa ẩm thực giữa các quốc gia.